Xin chào, tôi là dược sĩ Trang Nguyễn và hôm nay rất vui khi trở lại cùng tất cả các bạn trên chuyên mục chăm sóc sức khỏe ngày hôm nay. Các bạn hỏi Trang là tác dụng của dầu mè hay còn gọi là dầu vừng đó, thì Trang có hai phần chính muốn gửi đến bạn. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về giá trị dinh dưỡng của dầu mè hay còn gọi là dầu vừng. Và thứ hai đó chính là chúng ta sẽ tìm hiểu về tác dụng của dầu mè. Và nếu như bạn quan tâm thì hãy tham khảo video mà Trang chia sẻ ngày hôm nay. Nếu video ngày hôm nay có ích đối với bạn thì đừng quên để lại một like cho Trang nhé. Đừng quên bấm nút đăng ký theo dõi kênh của Trang. Nhớ là bật chuông thông báo để nhận được những video sớm nhất từ Trang. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu ngay sau đây với Trang về tác dụng của dầu mè nào. Dầu mè hay còn gọi là dầu vừng, hoặc là các loại dầu thực vật tốt cho sức khỏe như dầu ô liu, dầu hướng dương và các loại dầu cải, thì nó cực kỳ có lợi cho sức khỏe. Nhưng hôm nay chúng ta đặc biệt quan tâm đến dầu mè. Và dầu mè được mệnh danh là nữ hoàng trong tất cả các loại dầu bởi vì nó cực kỳ có lợi cho sức khỏe của các bạn khi sử dụng. Thì đầu tiên chúng ta phải hiểu được giá trị dinh dưỡng của dầu mè gồm những vitamin hoặc khoáng chất nào cho cơ thể của các bạn. Dầu mè cực kỳ giàu hàm lượng vitamin hoặc khoáng chất cần thiết các bạn nhé. Đặc biệt lưu ý đến đó chính là vitamin E, vitamin BB, omega 3, 6 và các vitamin khác có lợi cho làn da của các bạn cũng như sức khỏe của các bạn từ sâu bên trong. Ngoài ra nó còn chứa thêm canxi và những cái chất khoáng khác nữa. Như vậy chúng ta đã thấy được dầu mè cực kỳ có lợi cho sức khỏe, chứa hàm lượng chất béo bão hòa, không no, tốt cho sức khỏe của các bạn, đặc biệt là tốt cho tim mạch và não bộ. Ngoài ra những vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể nữa. Cho nên dầu mè vừa được sử dụng để chế biến món ăn, vừa có tác dụng làm đẹp cực kỳ tốt. Thứ hai, tác dụng của dầu mè. Như Trang đã nói là dầu mè chứa nhiều vitamin và khoáng chất như vậy thì nó có tác dụng như thế nào? Đầu tiên chúng ta có thể nói đến đó chính là tác dụng giúp cho bạn ổn định huyết áp nè, hạn chế tiểu đường cũng như giảm cái nồng độ cholesterol xấu có hại cho sức khỏe, bởi vì nó cung cấp cho bạn cái hàm lượng chất béo có lợi là omega 3 và omega 6 cần thiết cho não bộ và thần kinh của chúng ta. Tiếp đến đó chính là hàm lượng canxi trong dầu mè cực kỳ dồi dào thì nó sẽ tốt cho xương và răng của các bạn. Ngoài ra thì những cái chất trong cái dầu mè đó nó sẽ tốt cho tóc nè, hỗ trợ làm đẹp da, ngăn ngừa chống lão hóa cho cơ thể cực kỳ tốt. Ngoài ra dầu mè còn hỗ trợ vấn đề về đau nhức xương khớp cho tất cả các bạn nữa nhé. Và theo dân gian thì dầu mè còn giúp cho bạn hạn chế ký sinh trùng trong cơ thể nè. Ngoài ra nó còn giúp cho bạn hỗ trợ vấn đề về giảm cân, lấy lại vóc dáng bởi vì dầu mè có lợi cho sức khỏe. Nói chung, dầu mè mang đến rất nhiều những tác dụng có lợi cho sức khỏe của các bạn khi sử dụng. Chúng ta có thể nấu ăn để cung cấp nguồn dưỡng chất cho cơ thể, hoặc đơn giản dùng ngoài để làm đẹp. Và bây giờ Trang sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn một số mẹo sử dụng dầu mè cho quá trình làm đẹp. Đầu tiên đó chính là súc miệng để ngăn ngừa các bệnh về răng miệng cũng như cung cấp những dưỡng chất cho răng của mình. Đơn giản thôi, bạn sử dụng 1/2 muỗng dầu mè cho vào miệng, ngậm và bạn dùng lưỡi đảo qua đảo lại trong vòng 20 phút, sau đó chúng ta nhổ ra và súc miệng lại bình thường. Như vậy nó sẽ rất tốt, bạn có thể thực hiện 2 đến 3 ngày trên một tuần hoặc là ngày nào bạn cũng làm cũng được các bạn nhé. Tiếp đến đó là chúng ta sẽ sử dụng dầu mè để thoa mặt, để dưỡng da, cấp ẩm cho da. Ngoài ra nó giúp cho bạn hỗ trợ điều trị sạm da và săn chắc làn da. Bạn sử dụng 1/2 muỗng dầu mè kết hợp với 1/6 muỗng giấm táo trộn đều lên và thoa đều hỗn hợp này lên da, lưu lại khoảng 15 đến 20 phút. Sau đó rửa mặt sạch cùng với nước ấm, thực hiện đều đặn mỗi tuần từ 2 đến 3 lần để cảm nhận được hiệu quả tốt nhất bạn nhé. Hoặc là bạn sử dụng dầu mè để trộn các món salad nè, hoặc là chế biến các món ăn. Thì theo như ẩm thực Trung Hoa thì người ta thường sử dụng dầu mè nhiều hơn là các loại dầu thực vật khác bởi vì nó rất tốt cho sức khỏe, cũng như khi bạn chế biến món ăn thì nó sẽ dậy mùi thơm hơn rất nhiều. Như vậy chúng ta vừa điểm danh qua một số những cái tác dụng có lợi từ dầu mè mang đến cho tất cả các bạn khi sử dụng. Và nếu như có điều kiện và bạn yêu thích dầu mè thì ngày hôm nay chúng ta chọn dầu mè để chế biến và thay cho những cái loại dầu thực vật hay là các mỡ động vật trong gia đình bạn nhé. Cái gì tốt cho sức khỏe thì chúng ta nên cung cấp vào để tốt cho sức khỏe của cả gia đình. Bởi vì sức khỏe là tài sản vốn quý giá nhất của mọi con người.
Nếu các bạn thấy video ngày hôm nay có ích cho mình thì đừng quên để lại một like cho Trang nhé. Đừng quên bấm nút đăng ký theo dõi kênh của Trang, nhớ là bật chuông thông báo để nhận được những video sớm nhất từ Trang. Địa chỉ website chính thức của Trang, bạn lên Google tìm kiếm Nguyễn Thị Thùy Trang.com hoặc là Dược sĩ Trang Nguyễn hoặc là Dược sĩ Thùy Trang. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo.